loạt động thái về việc chuẩn bị tái xuất của Baby Monster đang thu hút sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, giữa lúc thời điểm các thành viên Blackpink đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, gà nhà YG càng đặc biệt được mong đợi. Tháng 11 được xem là thời điểm khắc nghiệt của đường đua âm nhạc K-pop bởi sự trở lại của hàng loạt thần tượng G-Dragon, Jin, BTS, Baby Monster. Theo các chuyên gia, lý do nghệ sĩ lựa chọn trở lại vào thời điểm này là để tránh bị chiếm spotlight bởi các lễ trao giải vào tháng 12. Bên cạnh đó, tháng 11 là tháng chốt sổ thành tích, tạo điều kiện để idol mang sản phẩm âm nhạc mới quảng bá tại sân khấu trao giải cuối năm. Do đó, không quá ngạc nhiên khi tháng 11 năm nay, hàng loạt tên tuổi đình đám sẽ trở lại, hứa hẹn màn tái xuất bùng nổ. Ngoài các biểu tượng Gen 2, Gen 3, các tân binh như Baby Monster cũng không bỏ lỡ thời điểm vàng này. Gà nhà YG sẽ trở lại với full album đầu tiên vào ngày 1 tháng 11 sắp tới. Theo đó, lời hứa của Yang Hyun-suk về việc 7 cô quái vật nhỏ sẽ quảng bá mạnh mẽ trong năm nay đã được thực hiện hóa. Thời điểm mới công bố, danh sách album chỉ có một ca khúc chủ đề là Drip. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ nhóm, ngoài ca khúc chủ đề gốc Drip, nhóm đã quyết định quảng bá thêm một bài hát chủ đề nữa là Click Clack. Ban đầu, khi công bố album mới, nhiều khán giả phấn khích với màn trở lại của Baby Monster. Tuy nhiên, sau khi các ca khúc lần lượt được công bố, đã có những tranh cãi nổ ra. Drip có 9 bài, tuy nhiên trong đó có 2 bài cũ. Bài hát Forever đã ra mắt 3 tháng trước, đáng nói là ca khúc Butter Up là ca khúc cũ đã tung rất nhiều phiên bản khác nhau trước đó. Tuy nhiên, ca khúc này lại không được đánh giá cao về cả chất nhạc lẫn nội dung. Nhiều khán giả cho rằng để Butter Up vào album mới của nhóm là không hợp lý. Thậm chí, khán giả chê công ty quản lý nghèo nàn ý tưởng khi xào lại ca khúc cũ cho nhóm. Bên cạnh đó, poster cho album cũng bị chê lỗi thời, nhan sắc, dáng vóc của các thành viên Baby Monster bị lãng phí trong bộ ảnh concept theo phong cách tối đa, tôn vẻ girl crush bằng những gam màu mạnh, cắt xẻ táo bạo. Loạt ảnh như mắc kẹt ở 10 năm trước, khí chất của Baby Monster là điểm cộng duy nhất. Nhìn concept, fan nóng ruột, báo động đỏ về tình hình sáng tạo của YG. Chưa kể, các poster cũng bị thiết kế vô cùng cũ kỹ, thiếu tinh tế, thậm chí là mang lại cảm giác rẻ tiền. Ở một thị trường giải trí cạnh tranh như K-pop, việc Baby Monster bị thiệt thòi ở phần hình ảnh sẽ là điểm trừ lớn, ngăn cản nhóm gây ấn tượng. Đây không phải lần đầu YG bị chỉ trích thế này. YG Entertainment trước đó đã thông báo Baby Monster đang chuẩn bị phát hành album đầy đủ đầu tiên và họ đang trong quá trình quay nhiều video ca nhạc, bao gồm một video cho ca khúc chủ đề. Phía công ty quản lý nói thêm, với sự hỗ trợ toàn diện, công ty đang hoàn thành dự án lớn này bằng cách quay tại nhiều địa điểm được bảo mật với kinh phí lớn. Quá trình ghi âm cho album đầu tay của Baby Monster đã hoàn tất và vũ đạo cho một số ca khúc cũng đã được thực hiện. Trước đó, album đầu tay của Baby Monster gây chú ý có sự tham gia của nhiều ngôi sao YG. Hot nhất hiện tại là sự xuất hiện của G-Dragon trong phần credit ca khúc chủ đề Drip. Sau màn hội ngộ của YG Family tại concert 2NE1 vừa qua, mọi đồn đoán về việc G-Dragon cạch mặt Jang Hyun-suk hay quay lưng với YG đã bị đập tan. G-Dragon tham gia sáng tác nhạc cho nhóm nữ mới, có thể thấy tình cảm gà nhà YG vô cùng thắm thiết. Mạng xã hội rúng động trước sự xuất hiện của anh Long ở credit album đàn em. Nhiều người tấm tắc Jang Hyun-suk đúng là đang tất tay để đưa nhóm nữ mới về đúng vị thế, Baby Monster có cơ hội thoát kiếp nhạc dở.